Kệ tán, kinh Địa Tạng bổn thể, so sánh các nghiệp nhân, ốm đau, tàn tật, cơm ngọc do đời trước. Đời này đọc tụng Đại Thừa được phước lợi vô cùng, quyết định xen báu vãng sanh. Nam mô Thường trụ Thập Phương Phật, Nam mô Thường trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường trụ Thập Phương Tăng. Lược giảng tán tức là tán thán, trầm trồ khen ngợi. Kinh Địa Tạng gồm có 3 quyển thượng trung hạ, được chia làm 13 phẩm và đây là phẩm cuối cùng của quyển hạ. Kinh Địa Tạng bổn thể, so sánh các nghiệp nhân. Trong Kinh Địa Tạng bổn thể nguyện có so sánh cân nhắc về các nhân duyên công đức của bộ Kinh Địa Tạng này. Ốm đau tàn tật câm ngọng do đời trước. Có nhiều người thường ốm đau quạt quẹo, bị tật nguyền khuyết tật hoặc mắc bệnh bại liệt, chân tay tê dại. Tàn tật tức là người bị không có tay, không có chân, không có mũi, không có mắt hoặc không có tai. Nói tóm lại là 6 căn không được đầy đủ vẹn toàn. Vì sao họ lại bị bệnh tật, bị tàn phế, bị câm ngọng? Đó là bởi những người này đời trước đã gây nhiều nghiệp tội, cho nên đời nay phải chịu quả báo. Đời này đọc tụng Đại Thừa, nếu ngay trong đời này những người đó thành tâm đọc tụng các kinh điển Đại Thừa như Kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì họ sẽ được phước lợi vô cùng. Những phước đức và lợi ích này thì vô cùng vô tận, không thể nào kể xiết. Quyết định xen báu vãng sanh. Nếu họ thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng hoặc chỉ niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì nhất định họ sẽ được sanh trong hoa sen báu, hóa sanh từ hoa sen. Trên đây là bài kệ tán thán, phần cuối có quy mạng 3 ngôi thường trụ trong 10 phương. Nam mô Thường trụ Thập Phương Phật, Nam mô Thường trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường trụ Thập Phương Tăng. Như vậy là hôm nay đã giảng xong bộ Kinh Địa Tạng. Tuy rằng kinh đã giảng xong rồi, xong việc chỉ tụng thì không thể gọi là xong được. Quý vị nếu mỗi ngày đều chỉ tụng Kinh Địa Tạng thì không những sẽ được 28 điều lợi ích mà còn được hưởng thêm 7 điều lợi ích khác nữa, phước lợi lớn lao biết bao. Cho nên ngay trong thời mạt pháp này mà chúng ta có thể thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất. Bởi vì nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng là nếu người nào tụng Kinh Địa Tạng thì Ngài sẽ đến hộ trì và người ấy sẽ có được 28 điều lợi ích. Thế nên sau khi nghe giảng rồi, quý vị cần phải nỗ lực, cố gắng y theo giáo pháp mà tu hành, đừng bỏ lỡ cơ hội. Biết được Phật Pháp mà chẳng thực hành thì cũng như không biết, cho nên biết được Phật Pháp rồi thì phải biết trân quý mà y pháp tu hành. Đây là điều rất thiết yếu. Tuy rằng việc giảng bộ kinh này kể như hoàn tất rồi, nhưng việc tu hành thì không thể nói là xong được. Phải đến khi nào quý vị tu thành Phật rồi thì lúc đó mới được gọi là xong. Có câu, việc cần làm đã làm xong, hạnh thanh tịnh đã lập rồi, không còn phải trở lại nữa. Sở tác giai biện, phạm hạnh dĩ lập, bất thọ hậu hữu. Những việc nên làm thì ta đã làm xong, hạnh thanh tịnh của ta đã thành tựu rồi, ta không còn phải chịu luân hồi sanh tử nữa. Vì vậy chúng ta, những người được nghe thấy các đạo lý trong Kinh Địa Tạng, ắt hẳn đều là những người có thiện căn sâu dày. Những kẻ không có thiện căn thì dù muốn đến nghe Kinh Địa Tạng cũng không có cơ hội, họ không được phép tới nghe, thậm chí ngay chính bản thân họ cũng chẳng muốn nghe nữa. Vì sao họ không muốn nghe? Bởi vì nghiệp chướng của họ quá nặng nề. Họ nói là tôi không muốn thành Phật, tôi muốn đến địa ngục gặp Bồ Tát Địa Tạng, chờ Bồ Tát Địa Tạng tới cứu tôi ra lần nữa. Bởi Bồ Tát Địa Tạng có nguyện lực từ bi, Ngài lại có chìa khóa mở được cửa địa ngục. Thế tôi bị sa vào địa ngục thì Ngài liền lấy chìa khóa mở cửa. Bây giờ tôi sẽ tẩu thoát và đi ăn cướp trở lại. Thế nên quý vị xem, họ dự tính thoát khỏi địa ngục, rồi thì lại đi làm kẻ cướp nữa. Song Bồ Tát Địa Tạng có tha tâm thông nên Ngài biết được ý đồ của họ. À, bọn này thật là quá quắt, từ địa ngục thoát ra mà vẫn chưa chừa, vẫn còn muốn đi làm ăn cướp nữa ư. Thế thì ta không mở cửa ngục cho các người nữa. Chúng ta không nên bắt chước theo hạng người như thế. Vậy hôm nay đã giảng xong bộ Kinh Địa Tạng rồi, chúng ta cần phải nương vào nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng mà tu hành, luôn luôn tinh tấn hướng về phía trước, không được chùn bước, không được bỏ cuộc, hết quyền hạn